con chào mọi người. Hôm nay con đến đây, con tên là Lê Thị Đức Nhân, chồng con tên là Yamasaki, tên là bây giờ con hỏi con nè, hồi nãy con hỏi con á, bây giờ con hỏi con lại nha. Bố ở nhà bố hay uống rượu không? Có, con nói to lên. Có uống rượu không? Có hả? Ở đây thì người ta sẽ không đóng bao sẵn mà mình tới mình mua rồi người ta sẽ đóng. Mua rồi đóng. Thì chú ơi, chú lấy cho con cái loại gạo này. Loại gạo ngon nha, loại gạo này đúng không? Gạo này lấy cho con cái lấy cho con khoảng 28 bao, mỗi bao 10 kg. 28 bao. Nhanh không chú? 28 bao phải chờ khoảng 2 tiếng. Ôi trời trời, 2 tiếng đóng gạo. Lần này rất là vui nhộn nha cả nhà. Bây giờ là mọi người vào đây đóng bao gạo hết luôn. Tại vì 2 tiếng đồng hồ thì thương lượng 2 tiếng là rất là lâu. Mà từ ở Lai Châu mà đi lên tới tận đó còn thêm 3 tiếng nữa anh ha. Hơn 2 tiếng nữa. Mà mình đã hẹn ở trên đó thì khoảng tầm 10 giờ mình phát. Thì bây giờ bắt đầu là mình phải đóng, phụ nhau đóng bao, đóng gạo luôn. Người dân vô đóng hết. Vô đóng thôi. Cả nhà ơi, thật sự hôm nay chuyến đi hôm nay rất là thú vị cả nhà. Bây giờ người mình đi vô mình đóng bao gạo luôn. Vô bán gạo luôn mới ghê. Cho con qua thêm một bao nữa. Đây, kéo. Có cái cách đây. Đấy, con biết mà. Thấy chưa cả nhà, lần thứ hai đã thành công và làm rất là đẹp. Đây, tuy có hơi xéo xéo một tí nhưng không sao. Đến 28 ok được. Cả nhà ơi, bây giờ Nhân tới đây Nhân mua là phải nước mắm một hộp thêm nữa và mua thêm 28 thùng mì. Và mỗi phần như thế này là 28 phần nữa nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình đóng bọc vô luôn, mình bỏ vô bọc. Tại vì bây giờ mình phải làm liền gấp gấp để mình đi cho kịp giờ á, sợ là ở trên đó mọi người đợi á cả nhà. Trời ơi cả nhà ơi, nguyên một xe chất đầy, nguyên một xe. Quá trời. Anh Tài Đưng lần đầu tiên, Tài Nô Xí, vui không? Vui không? Vui. Vui không? Vui, vui không? Vui. Ờ, vui. 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 Vui, anh đang tắt rất là vui, Tài Nô Xí. Vui. Vui à, rất là vui. Là lần đầu tiên anh Tài Rư đi làm chuyến từ thiện cùng với Nhân tại Việt Nam mình nha, lần đầu tiên ai xin mê tình ạ. Đây cả nhà thấy gì không? Anh phanh nhiều quá, cả nhà anh thắng nhiều quá. Bây giờ nó nóng máy luôn, phải dừng lại tiếp nữa. Bởi vì nó nóng mà nó nổi bọc, nó nổi khói lên luôn nè cả nhà. Ghê thiệt chứ. Trời ơi. Ôi ôi, khói nó móc lên cả nhà. Wow. Quá trời khói. Xe rất rất là nóng bây giờ á.
vẫn chưa tới nơi nữa mà xe nãy giờ chạy rất là lâu rồi. Mấy tiếng ai chạy được khoảng 4-5 tiếng rồi hả? 5-6 tiếng rồi đó. Thì xe chạy khoảng 5-6 tiếng rồi. Thì nó nóng quá, bây giờ thắng nhiều quá, cái nhà thắng nhiều quá, bây giờ phải dội nước để làm lạnh cái bánh xe lại rồi đi tiếp. Mà vẫn chưa tới nơi nha. Đây cái nhà mình bây giờ đi lên là mất tịt mùi khơi luôn rồi đó. Là chưa thấy gì hết luôn cả nhà, cũng chưa thấy gì hết luôn. Đây cho cái nhà xem. Đây. Cũng chưa thấy gì hết. Cả nhà biết không? Cái đoạn đường này á, nó gọi là thiệt sự luôn cả nhà. Chưa bao giờ cuộc đời dân đi lên những cái đoạn đường mà cả nhà nhìn nè. Mà nó là một cái vòng vậy như leo núi cả nhà, nó leo lên vậy nè, nó vòng xoay tròn núi. Mà cái đoạn đường á nha, nó rất là nhỏ, nó chỉ còn có cái 2 mét thôi, hơn 2 mét một xíu. Mà đường toàn là đường đá, ổ gà, ổ dịch, ổ đồ không, nó xốc lên xốc xuống. Mà nãy giờ thật sự luôn nhân say sẩm mặt mày anh Tà Rư. Tà Rư qua được. Anh Tà Rư cũng rất là mệt, mà hai vợ chồng nhân thật sự rất là mệt luôn á nha. Mà nói ra là muốn khóc luôn á, bởi vì đi nãy giờ sớm chưa tới nơi nữa. Bây giờ hiện tại là 11:30, 11:40 mà chưa tới nơi nữa cả nhà ơi. Cứ nhìn thấy bốn bên là rừng là núi không à. Cứ đi là cứ thấy rừng là núi, chưa thấy tới nơi nữa. Thôi bây giờ cố gắng để gần tới được, gần tới đích của nó rồi, cố gắng lên, cố gắng lên. Cố gắng. Mẹ ơi, ở đây á mạng rồi mất hết rồi, may mắn là đã tìm được cái chỗ chạm xăng. Thì bắt buộc bây giờ nhân đi xin wifi của trạm này, nhưng xin anh này để mà nhân bắt vào để nhắn tin với người ta. Không đúng anh ạ. Để bắt vào nhắn tin cho cái bạn kia. Và cũng còn rất là xa cả nhà. Dạ. Dạ rồi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ rồi. Đây cả nhà ơi, cái đoạn đường cả nhà nhìn kinh khủng chưa cả nhà? Thật sự luôn mà phải đi qua những cái đoạn đường này thì mới tới được cái bên kia. Trời ơi cả nhà, xe lúng luôn cả nhà ơi, lúng xe luôn. Ôi là trời. Ok không anh ơi, lúng xe luôn rồi anh ơi. Bùng không, ôi cha ơi. Đây cả nhà ơi, tiếp tục về một đoạn đường rất là xấu nữa. Và anh tài xế đang rất là hồi hộp và run. Và nhân à, quá trời, ôi trời ơi. Chào em, gặp được bạn rồi. Ôi quá trời luôn. Mừng quá, mừng quá. Gặp được rồi cả nhà ơi. Say sẩm mặt mày cả nhà ơi, tới nơi rồi cả nhà ơi. Ôi trời ơi thiệt thần luôn cả nhà ơi. Mừng hết lớn. Bây giờ mình mọi người trong khoảng đang ngồi đợi luôn rồi. Bây giờ mình chạy xe vô được không anh? Chạy luôn rồi. Rồi mình đi vô nha. Bà con đợi luôn rồi cả nhà ơi. Đi vô. Đây là trưởng bảng nha cả nhà. Thì bây giờ trưởng bảng, nhờ trưởng bảng là kêu mọi người á khiêng hộ đồ của em xuống được không ạ? Dạ rồi, nhờ trưởng bảng giúp em nha. Dạ. Thì bây giờ anh trưởng bảng anh sẽ kêu người á mang hộ giùm em, nhờ anh mang giùm em lên anh nha. Cửa phá xuống này, cha tuôn bê này, tuôn bê. Con à? À,
Con chào mọi người. Hôm nay con đến đây, con tên là Lê Thị Đức Nhân, chồng con tên là Yamasaki, tên là người Nhật. Thì hôm nay con đến đây hơi muộn một xíu, bởi vì thứ nhất là đường đi hơi khó khăn và không biết đường. Thì mong bà con ở đây cũng bỏ qua giúp con. Thì hôm nay con mang những món quà nho nhỏ, kèm theo đó là một mỗi người thì là một thùng mì, 10 kg gạo, và trong đó là 1 kg bột ngọt và 1 chai nước mắm. Và tiền hiện kim là con sẽ cho thêm 200.000 cho mỗi hộ. Thì mong là cái số tiền này cũng sẽ giúp đỡ được bà con trong cái lúc khó khăn. Con ơi, xin phép, con xin phép được phát quà nha bà con ơi. Rồi ok. Rồi chú đọc tên đi, nhờ chú trưởng bản sẽ đọc tên, thay nhân đọc tên là mình sẽ lên đây phát cho từng hộ. Ở đây sẽ có 20 hộ. Rồi chú đọc tên là con rang con xuống dưới nha. Được thì xong. 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5. Thì đây cũng là một tấm lòng nho nhỏ của những người xem kênh của con trên kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Đây con gửi cho con gửi bạn nha. Dạ đây. Dạ. Cô giữ gìn sức khỏe nha. Đây lên à, bà ngoại nãy giờ ngoại lớn tuổi, ngoại ngồi góc kia kìa cả nhà, thì con nắm tay cho ngoại lên nha em nha. À đi lên đây. Lên đây với con. Đây, đeo quà cho ngoại đi. Phần quà của ngoại đâu? Bà không thấy được đâu, bà ngoại này. Của ngoại này, ngoại đây. Ngoại đây, ngoại lấy đây. Của ngoại này. Đây. Rồi, bà ngoại giao được xong rồi, bà ngoại ra ghế ngồi nha. Rồi, bà ngoại đi. Lúc cũng chắc luôn cho nó. Ok, bà ngoại đi. Dạ. Chút nữa về nha, chút nữa về, chút nữa còn què nữa, cứ từ từ nha. Ở đây đây. Dạ. Sao cái này không vui đâu. Quên nhau coi là. Thiếu thốn, kiểu là cả nhà thấy những đứa con nít ở đây, cả nhà thấy rồi,
rất là cái nhà nhìn nè, rồi những cái người lớn tuổi nữa, bạn ở đây thiếu thốn lắm cái nhà. Nhưng không phải là tới đây lúc mà Nhân đi mua hàng á, Nhân hỏi những cái người bán hàng á, Nhân hỏi là cái bảng này á là khó khăn gì không, người ta nói là ở đây khó khăn rất là nhiều. Dạ rồi, ai nữa? Hết rồi. Ok hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Thì cả nhà ơi, Nhân đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Bà con ở đây rất rất là nhiệt tình, và đặc biệt là rất là kiểu là mỗi người là theo ý thức ấy, chứ không có ai tranh giành với ai hết, và làm công việc rất là nhẹ nhàng, và mọi người ở đây rất là vui vẻ luôn cả nhà ơi. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt. Hôm nay là rất cảm ơn trường hai chúng tôi thay mặt là trưởng bản là có đoàn ở dưới quê có quan tâm đến bản nhân dân chúng tôi, đã tặng quà, tặng tiền cho nhân dân chúng tôi để khó khăn. Chúng tôi không có gì, chúng tôi rất cảm ơn là chúc sức khỏe cho đoàn và hạnh phúc, may mắn quay về quê để cho an toàn, không bị xảy ra tai nạn nào, đi vui vẻ, có ăn có uống tốt hơn, chúc sức khỏe mọi người, mọi người, các đồng chí và nhân dân chúng tôi cảm ơn cho các đồng chí cho đoàn. Dạ. Và xin chân trọng cảm ơn. Rồi mọi người, vâng. Mọi người đang rất là nặng nên là để cho mọi người ăn. Mấy tuổi? Hả? Con mấy tuổi? Mấy tuổi? Không biết luôn. Quần đâu rồi? Không có quần mặc luôn cả nhà, không có quần mặc luôn. À, rồi mấy bạn nhỏ này nữa nè. Rồi thôi. Ở đây á, rất là nhiều cả nhà nhìn nè, con nít Nhân đang mua thêm sữa, Nhân đang mua thêm sữa và đang đợi sữa mang tới. Vì ở đây mua cái gì cũng khó khăn nên nãy lên nhảy giờ đợi một tiếng rồi, thì cố mấy đứa nít đợi thêm một xíu nữa, Nhân đang đem sữa tới nha cả nhà. Đợi xíu nữa. Mấy em này rất là ngoan, rất là nghe lời ngồi đợi vậy đó, chứ không có la hay này kia gì hết. Mấy con ở đây đứa nào đang đi học, giơ tay thẳng lên. Giơ thẳng cao lên. 30 đứa mà chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đứa đi học thôi. Đây là 8 đứa đi học thôi. Giờ cô đố nha. 10, còn 15 đồng mấy. Không đi học đúng không? Không đi học đúng không? Không đi học. Ai tổ chim mông nó. Có, nhưng mà hè là chưa đi học. Nhưng mà ấy là không đi học đúng không? Có, năm nay nó lên lớp 5. Lớp 5 mà bây giờ 10 cộng 5 bằng mấy? 10 cộng 5 25. Lấy đúng sở Bì Bì. Thưởng lắm luôn rồi Bì Bì. Đây là thanh viên học lớp 5 nha cả nhà. Bây giờ Nhân nói 10 cộng 5 nha. 10 cộng 5 bằng mấy? Nói thẳng nha. Không nhắc là khỏi có Bì Bì. Bây giờ này 8 cộng 4 bằng mấy? Hỏi dễ hơn đi. 1 cộng 1 đi. 8 cộng 4 bằng mấy? Nói lớp 5 nhà, lớp 5 8 cộng 4 bằng mấy? Có đi học đúng không? Đi thì 8 cộng 4 bằng mấy? Mấy? Lấy to lên, phải lấy to lên. Ôi giời ơi. Rồi bây giờ bạn ra trong đây đi học nữa. Đi học đẩy tay giơ tay nhiều lắm mà, đám đàn ông đó. Đi học đứa nào? Bây giờ cô đấu bạn này nha. Lớp mấy nó to? Lớp 4, bây giờ cô đố con nha. 10 cộng 9 bằng mấy? Nhanh, nói nhanh. Hả? 19 đúng. Thưởng đi mày, có Bì Bì nè. Thưởng đông có Bì Bì nè. Rất là giỏi. Trời, em có Bì Bì nè đúng không? Bỏ tay cho bạn. Yeah. Bây giờ này, số này nha. Đọc nhớ nha. 9
còn 7 bằng mấy? Còn 7. Coi nhắc, nhắc là không không bạn nhắc vậy rồi, nhắc là không cần không không được TV đó. Bây giờ này, số khác nha. 8 cộng 9 bằng mấy? Không, đây nhắc đi vô đấy. 8 cộng 9 đâu ra bằng 18? 8 cộng 9 đâu ra bằng 18? Rồi, bạn này là chưa thuộc bài đúng không? Nhưng bạn này vẫn được gói mim mim vì cái tội số không rất là chân mực. Riêng bạn này vẫn được gói mim mim, đúng không? Bạn nào đi học lần nữa? Bạn nào đi học kìa? Lớp 3. Lớp mấy? Lớp 3. Lớp 3, rõ ràng nha. Bây giờ câu hỏi này, bây giờ lớp 3 thì đang dễ hơn. 7, cộng 7 bằng mấy? To, nó to rõ ràng. Lấy cơ. Vì cái tội ngập ngừng nhưng có cái tội xung phong vẫn được bịt bánh. Có xung phong có đi học được bánh sánh nha. Này, đúng không? Giờ con không biết rồi. Yeah. Còn con thì đi vô đi trước đây rồi rồi tính. Làm ơi. Đi vô. Tép hả? Ừ. Sửa tới rồi mấy đứa ơi. Có sửa rồi, có sửa cho mấy đứa rồi kìa. Đi lên đi đi. Đi đây đây. Rồi chưa. Nhỏ đứng trước lớn đứng sau xếp hàng như hồi nãy vậy đó. Nãy cô nói sao? Nhỏ đứng trước lớn đứng sau nha. Đây, như thế này. Lớn đứng ở sau lưng như thế này. Đây, nhỏ đây một bên. Từ, bạn nào mà xô đẩy khen lớn không có quà, ok? Rồi vô đây con đứng đây, kiếm không có mà nhân đặt đó là sữa Vinamilk á, sữa bò á, nhưng mà họ lại giao cho nhân là sữa Family ngũ cốc gì đó mà chỉ có 11 thùng thôi, thì bây giờ có nhiều thì mình phát nhiều chứ cũng không biết sao mà không biết thì nó đợi rồi đó. Rồi thì bây giờ bắt đầu phát nha. Nhân sẽ nhường 20 lốc sữa nữa. Thì Nhân sẽ nhường 20 lốc sữa này cho những bạn nhỏ ở đây. Những bạn lớn thì chỉ một lốc nha cả nhà. Rồi ok. Rồi, nhà bạn nhỏ nè. Bên
này đủ ăn hai cấp chưa? Đủ hết chưa? Đủ chưa? Nó à? Đúng rồi, mà nó thèm sữa mà nó hút mà. Nó hút mà nó không dừng luôn nè cả nhà. Trời ơi, ngon không con? Ngon hả con? Ngon cái nào không dừng luôn, hút phụ sữa mà không dừng luôn. Rồi. Cả nhà ơi, nãy giờ Nhân đã phân phát xong rồi và mọi thứ đã ok hết rồi thì bây giờ Nhân xin phép là đi về. Và Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu cả nhà thương Vợ Chồng Nhà Nhân, cho hai vợ chồng nhà Nhân một like, chia sẻ kênh, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho hai vợ chồng nhà Nhân nha. Bye bye. Mọi người xin chào, bye bye. Con hỏi con nè, hồi nãy con hỏi con á, bây giờ con hỏi con lại nha. Bố ở nhà bố hay uống rượu không? Con nói to lên, có uống rượu không? Có hả? Bố có đánh con không? Bố đánh con nhiều không? Bố đánh nhiều lên đít, con nói to lên. Không đánh nhiều nhưng mà bố uống rượu thấy thương lắm cả nhà. Kiểu là trẻ con ở đây á, nó thật lắm luôn. Hồi nãy nhau vừa cho nó cái bánh xong rồi á, nó xin lại. Nhân xin lại cái chị vẫn cho Nhân mà trong khi đó là chị chỉ có cái này và cái này thôi, còn bao nhiêu mang về nhà rồi mà vẫn cho Nhân. Tụi nó thật mà Nhân hỏi là bố có uống rượu không? Có. Bố có đánh con không? Có. Nhân nghe tự nhiên bố đánh con ấy, tự nhiên nó mắt Nhân trào lên, nghĩ trời sao mà thương kiểu như mấy đứa trẻ đây này cả nhà. Nhân sẽ đến đây một lần nữa, sẽ có kế hoạch sẽ đến đây một lần nữa nhất định. Thật sự mấy đứa này, chị em này nó rất là thiếu thốn cả nhà. Rồi con đi nha, bye bye con nha, bye bye. Cảm ơn cô. Bye bye. Không, con đừng lấy chồng nha. Không được lấy chồng nha con. Từ từ con lấy chồng nha chưa. Con còn nhỏ lắm biết không? Biết không? Từ từ con lấy chồng nha con. 25 tuổi, 25 tuổi, bây giờ mấy tuổi rồi? 10 tuổi, 25 tuổi thôi lấy chồng nha chưa? Nha chưa? Ừ. Rồi bye bye.